dàn đồng ca vịt. Là chạy như vịt đấy, nhưng mà cả đàn ở đâu. Đây là do có cái xe cộng đồng đi đến gần nên các chú vịt chạy giạt ra. Và trong những con vịt thì cái con mà lấy chân gãi tai và cái con rúc xuống bụng trông rất thú vị. Vịt của một số các bác ở trong làng thôi. Xin tạm biệt quý vị. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2016.